tại Bình Định lúc 11 giờ 40 phút ngày 14 tháng 5 năm 2021. Qua theo dõi địa bàn, Công an phường Nguyễn Văn Cử, thành phố Quy Nhơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất một khách sạn trên đường Tây Sơn, phát hiện bắt quả tang hai nhóm thanh niên đang sử dụng chất ma túy. Một phòng có hai nam cùng hai nữ, một phòng có ba thanh niên. Tại hiện trường, Công an phường phát hiện lập biên bản tạm giữ một số tang vật làm ma túy và dụng cụ sử dụng. Thông tin ban đầu được biết, các đối tượng trên thuê phòng vào tối hôm qua ngày 14 tháng 5, ăn uống tại chỗ, không ra khỏi phòng cho đến khi bị phát hiện bắt quả tang. Đến 14 giờ cùng ngày, Công an phường đã chuyển giao hồ sơ ban đầu và các đối tượng cùng tang vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quy Nhơn thụ lý để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.